Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hai Đê Tộc. Anh em hãy tạm đặt bài tập và công việc qua một bên để ngồi lại với nhau và theo dõi tiếp hành trình của chú hề bóng tối nào. Lần này Sid quyết định sẽ chơi trò điệp viên, nên series với bối cảnh trung cổ có lẽ từ nay sắp được đổi gió rồi đây. Đúng là đem đồ và người từ thế giới hiện đại một phát là bắt đầu có những sự thay đổi rõ rệt ha. Ở video lần trước, Sid đã đến quán bar ngầm cho khách VIP của Mitsugoshi và gặp Alpha. Hãy xem tiếp theo họ sẽ làm gì nào. Sau khi Alpha xã giao vài lời với Sid, chỉ xin lỗi vì đã để khách phải đợi và run rẩy đặt ly vodka martini trước mặt Sid. Sự rung chuyển của những ngón tay ở Chi thậm chí còn nhìn rõ rệt hơn bàn nãy. Sid nhìn thấy và tự nhủ kỹ năng bartender chuyên nghiệp này thật là đáng kinh ngạc. Thôi thì nghĩ chắc con bé Chi nó run vì được gặp thần tượng thực vật thất ảnh nói riêng và ảnh viên nói chung thôi à. Hoặc là do cô nàng vốn là một con chi hoa, đội lốt người nên là cứ hay run run như một bản năng. Ok, nó đùa tí thôi chứ tôi nghĩ là nàng bartender run do ngại là chính. Alpha quay sang Chi và gọi một ly Manhattan. Sid nghĩ ngợi một chút, Manhattan mà Alpha vừa gọi là một loại cocktail từ rượu whisky, nhưng không đời nào whisky tồn tại trong thế giới này. Sid giả vờ tỏ vẻ hiểu biết và hỏi liệu rượu whisky đã hoàn thành chưa để kiểm tra phản ứng của Alpha. Alpha bảo cuối cùng cũng xong, hiện chưa có trên thị trường nhưng kiểu gì cũng sẽ được bán với giá cao. Quý tộc của đế quốc Vegata đã nếm thử và định giá một chai whisky ở mức 2 triệu yen. Đúng như Sid dự đoán, Mitsugoshi lại thành công ở một lĩnh vực mới. Sid tự nhủ lẽ ra mình không nên thể hiện kiến thức về rượu trưng cất, tiền cũng về túi ông nên cứ thể hiện đi ha. Đám tùy tùng giàu thì ông mới tranh thủ chôm chỉa được mà Sid nhở. Alpha bảo, phi vụ này thành công là nhờ kiến thức của Sid và Sid tự tin rằng đó hoàn toàn đúng rồi uống chỉ một ngụm vodka martini. Alpha hỏi, Sid có thấy ly đó vị thế nào? Sid trả lời vị cũng được, thật lòng thì với Sid nó chỉ có vị như đồ uống có cồn thôi, uống vào lâng lâng tí chứ chả hiểu mẹ gì, nhưng mà cảnh điệp viên uống rượu nó ngầu. Alpha mỉm cười he he, Sid hỏi liệu có chuyện gì vậy và cô nàng trả lời rằng không có gì. Cô chỉ đang cảm thấy rất vui thôi. Sid lại hỏi cô vui về cái gì cơ và Alpha chỉ đến bộ đồ mà Sid đang mặc. Dường như Sid cuối cùng cũng đã chịu khoác nó lên người như Alpha đã mong đợi. Alpha kể mình đã đặt riêng cho Sid một bộ đồ đó. Chất liệu của nó là lụa đen. Tơ đen đến từ loại tằm lớn hơn, hung dữ và độc hơn con tằm mà Sid đã biết ở kiếp trước. Và nó vốn là loại vật liệu cao cấp mà chỉ có những thợ săn lành nghề mới có thể thu thập được. Vì Sid chịu mặc bộ đồ này, Alpha bảo cô sẽ tha cho cậu vì lời hứa mà cậu đã quên và không biết mình đã quên lời hứa gì. Thực ra không chỉ Sid mà tôi cũng quên béng rồi. Anh em nào nhớ nhắc hộ tôi là Alpha nói cái gì ý nhở? Mà nói chung là Alpha bận nhìn Sid trong bộ đồ với ánh mắt hạnh phúc rồi nên thôi kệ đi. Chi lại xin lỗi và phục vụ một ly Manhattan cho Alpha. Alpha hôm nay có vẻ đang trong tâm trạng tốt. Cô nhấp một ngụm Manhattan và gật đầu, cảm thán rằng nếu rượu này để lâu hơn một chút sẽ tốt hơn, nhưng mùi vị thì cũng không tệ. Alpha đặt ly xuống và nhìn Sid rồi bảo rằng thật bất thường khi một người không thích rượu lại đến một quán bar. Cô hỏi rằng liệu có chuyện gì đã xảy ra? Sid trả lời rằng chỉ là cậu tìm thấy thẻ thành viên của mình trong túi. Alpha lại nhầm tưởng Sid đang ám chỉ điều gì cao siêu lắm và hỏi liệu cậu đang lo lắng về việc nghe lén sao? Và trấn an rằng cậu có thể nói về bất cứ điều gì ở nơi này vì chỉ có những người có liên quan mật thiết với hoạt động của họ mới ở đây. Thái độ nghiêm túc của Alpha khiến cho Sid cho rằng cô ấy sẵn sàng chơi trò gián điệp với mình và hỏi bừa rằng liệu có chuyện gì đã xảy ra với nhiệm vụ đó vậy? Alpha nói với vẻ mặt nghiêm túc và thông báo rằng tình hình ở Vương quốc Oriana đã được báo cáo từ trước. Sid à lên một tiếng và thú nhận mình đã đọc bản báo cáo trong vòng 3 giây trong khi đang hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thường thì Sid nhận được một lượng lớn báo cáo từ ảnh viên một cách thường xuyên. Tất cả đều được viết bằng chữ cổ mà cậu đọc không hiểu nổi, nên cậu phi tang đám báo cáo bằng cách đốt chúng đi. Alpha nghe xong lầm tưởng rằng Sid đang tăng tốc độ xử lý của bộ não phải không, khiến Sid trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ đưa ly vào lên miệng. Alpha lại hỏi, Sid vẫn chưa thể nói về công nghệ đó phải không? Cô cho rằng nó đòi hỏi những kỹ năng cao cấp để phân tích, nên gánh nặng cho bộ não rất lớn và sẽ còn tiềm ẩn những rủi ro khi nó thất bại. Đúng là bây giờ họ vẫn chưa thể xử lý nó, nhưng ảnh viên vẫn đang chuyên tâm làm theo sự hướng dẫn của Sid và tiếp tục tập luyện. Alpha nhắc Sid hãy dặn bọn họ khi nào có thời gian. Sid không biết nói sao nên bảo cậu trông cậy vào cô và Alpha tuyên bố cô tuyệt đối sẽ không làm cậu thất vọng. Sid đổi chủ đề, hỏi vậy có nhiệm vụ đó thì sao? Alpha tường trình rằng kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ. Rose Oriana đã quyết định để lên ngôi và chiến đấu như một nữ hoàng. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Alpha cảm thán rằng có vẻ Sid đã thấy trước kết quả này từ lần đầu tiên cậu liên lạc với Rose và cô nói với giọng điệu đùa cợt rằng cô đã ghen tị vì cậu có vẻ quan tâm đến Rose rất nhiều. Sid nói Rose là một phần quan trọng cho kế hoạch và Alpha đáp lại cô hiểu là họ cần phải kéo chúng lên sân khấu. Có vẻ như Sid lại hiểu nhầm những lời này theo nghĩa đen và nghĩa linh tinh. Khi Alpha hỏi, cô bảo mình chỉ đang xem xét lại mọi việc từ những góc độ khác nhau để phán đoán những khả năng tồi tệ có thể xảy ra trong tương lai gần. Alpha trầm trồ rằng, có vẻ Sid thực sự có thể nhìn thấy tất cả điều sẽ xảy đến nhở. Nhưng liệu cậu có thể đến bọn họ hơn một chút được không? Cô chợt dừng ở đó rồi bảo thôi, Sid đừng bận tâm. Alpha bảo, Sid không hề thay đổi so với ngày xưa, luôn luôn đang theo đuổi một giấc mơ lớn và giấc mơ đó quá lớn đối với bọn họ, để họ có thể nắm bắt được dù chỉ là một phần nhỏ của nó.
Cô hỏi rằng, chuẩn bị cho những điều lớn hơn đã sắp hoàn thành rồi đúng không? Sid chỉ bảo nếu nhìn xa về phía trước thì đó vẫn chỉ là một bước tiến nhỏ. Alpha lại tiếp tục kể là, Vương quốc Oriana đang phát triển trong tiến độ cải cách quốc gia bằng cách kết hợp vốn từ ảnh viên và công nghệ mới và cứ để vấn đề này cho cô xử lý và khẳng định rằng mọi chuyện hiện tại đang diễn ra suôn sẻ. Sid gật gù bảo điều đó tốt thôi. Alpha nhắc luôn là mình đã chuyển đổi những mật mã cổ xưa và đưa cho Sid vài tờ giấy với những mật mã khó hiểu được viết dày đặc, khiến Sid không khỏi cau mày. Alpha hỏi liệu bảng giải mã có quá dễ dàng đối với Sid không, còn Sid đọc mấy tờ đó thì thấy mắt mình đang mờ đi. Thế là cậu nhét mấy tờ giấy vào túi và gọi một ly nước táo, khiến Kai có vẻ ngạc nhiên khi nhận yêu cầu. Alpha lại lục lại báo cáo về sự việc ở Học viện Midgar. Cô cuối cùng cũng đã nhận được báo cáo từ Zeta và cô nói điều đó với một tiếng thở dài. Alpha bảo Zeta luôn đến muộn và Sid nên nói điều gì đó với cô ấy, nhưng Sid cho rằng Zeta có cách làm việc riêng của mình. Alpha bảo Sid chiều chuộng Zeta quá nhưng cũng đúng là họ có thể tiêu diệt phe Fenrir nhờ Zeta. Có vẻ như Zeta đã điều tra mọi thứ từ nơi ẩn náu để tìm đường trốn thoát trước. Sau khi Sid đánh bại Fenrir, phe của ông ta đã bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy nửa ngày. Đến giờ Sid mới nhận ra là họ đang nói về tên khủng bố học viện trong sự kiện sương mù trước đó một tháng. Lần này, họ lại gặp sự cố ở Vương quốc Oriana nên càng có ít nhân lực hơn. Nhưng Zeta 559 và một số ít thành viên đã tiêu diệt được Fenrir. Alpha cho rằng vì đó là Zeta nên có thể có điều gì đó khiến cô ấy chưa báo cáo. Rồi cô lại thở dài và bảo Sid cũng nên nói với cô ấy báo cáo cho đàng hoàng và không được làm quá sức. Nước táo đã được phục vụ, Sid nhấp một ngụm và cảm thấy rất ngon miệng. Có lẽ vì táo được đem ép, được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Nói đến vụ khủng bố, Sid nhớ đến những gì Christina San đã nói trong lớp học ngày hôm nay. Cô kể rằng có một phó chủ tịch hội học sinh tên là Eliza ở trường cậu. Cô ấy đã hành hung học sinh và làm nhiều việc khác trong sự kiện sương mù. Dù hội hiệp sĩ vẫn điều tra sự việc do Eliza gây ra, nhưng có vẻ cô ấy sắp được tráng án. Alpha hỏi Sid có muốn cô ấy bị kết tội không, và nếu cậu muốn thì Sid bảo không phải thế. Eliza ấy có tội hay không cũng không liên quan đến cậu, nhưng dù có lời khai và bằng chứng mà Eliza vẫn được tha bổng, thì quả là nói chung là cậu ghen tị. Alpha lại hiểu lầm và tiếp lời rằng sự tham nhũng trong vương quốc Midgar rất khắc nghiệt. Với diện tích của Midgar, nguồn gốc của vấn nạn tham nhũng có thể còn sâu xa hơn ở vương quốc Oriana. Hầu tước Brett Dakuaikan, cha của Eliza Dakuaikan, là thủ lĩnh của một phe phái có thể coi là biểu tượng của tham nhũng. Phe của họ được gọi là 13 Thanh Kiếm Đêm, đúng như tên gọi của họ. Họ là một tổ chức bí mật được thành lập trong số 13 người có ảnh hưởng ở vương quốc Midgar. Họ còn được gọi là kẻ thống trị bóng tối của vương quốc và có mối quan hệ sâu sắc với giáo phái Diablos cũng như các tổ chức tội phạm khác. Eliza Dakuaikan được tráng án vì sự bảo hộ của Brett Dakuaikan. Người có lẽ có liên quan trực tiếp đến vụ việc này là bá tước Ghost Mono. Ông ấy là người cuối cùng của 13 Thanh Kiếm Đêm, bạn thân của Brett Dakuaikan và là át chủ bài của phe công tố. Tội phạm do quý tộc phạm phải sẽ được xử lý theo thẩm quyền của ông ta. Alpha giả sử rằng lần này tội trạng sẽ bị bác bỏ mà không có chứng cớ và kết luận chắc chắn. Alpha đưa cho Sid xem một bản phác thảo và một bản hồ sơ viết tay. Hình của Ghost Mono khiến Sid thấy ông có khuôn mặt chuẩn phản diện. Sid cũng xem qua sở hữu lý lịch của 12 người khác và hỏi liệu nhân chứng, lời khai và bằng chứng đều có phải không. Alpha bảo luôn là như vậy, dù thế nào đi chăng nữa vụ việc vẫn bị che tay dưới quyền lực của ông ta. Không chỉ Ghost Mono mà 12 người khác cũng độc chiếm quyền lực và làm băng hoại vương quốc Midgar mà không ai có thể can thiệp vì họ có liên hệ với nhà thờ, vì vậy họ cứ tiếp tục bành trướng thế lực. Alpha bảo cô dự định cuối cùng cũng sẽ giải quyết nó. Nhưng hiện tại thì cô đang bận tập trung vào cái sự cải cách của vương quốc Oriana nên định để họ tồn tại lâu hơn một chút. Sid bảo cậu hiểu rồi, nhưng trong đầu lại ảo ra rằng đây là những nhà quý tộc vĩ đại đến từ thế giới khác, những kẻ thống trị bóng tối được tha bổng dù làm biết bao nhiêu điều ác họ làm. Chợt, Sid uống hết nước táo và đứng dậy, nói với Alpha rằng mình có một ý tưởng hay và cảm ơn cô nàng. Alpha thấy Sid có vẻ đang rất vui và hỏi cậu lại định làm gì vậy. Sid chỉ đáp rằng thì cô ấy cũng sẽ biết thôi. Nghe vậy, Alpha bèn bảo hãy cứ liên hệ lại với cô nếu có chuyện gì xảy ra, rồi từ từ biến mất trong màn sương. Sid thấy cảnh đấy rất ngầu nên học theo luôn. Cậu quay sang bảo cho cậu nửa bữa này nhé, biến mất trong bóng tối của đêm. Cảnh này xem nữa thì ngầu như Alpha nếu như Sid không xin khất việc trả tiền, nhưng mà như vậy mới đúng là chúa hề của chúng ta. Hẹn gặp lại anh em sau, còn bây giờ tôi cũng biến mất đây. Nhưng trước đó thì anh em cho tôi xin một like và subscribe nhé.